Như thường lệ trong phần tiếp theo của cà phê ngày mới chúng tôi sẽ được điểm qua rất nhiều những nội dung được báo chí quan tâm đăng tải. Trong báo cáo mới nhất gửi chính phủ về dự thảo sửa đổi quyết định 24 ban hành năm 2017 của Thủ tướng về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã đề nghị có thêm sự tham gia của Bộ Kế hoạch Đầu tư trong việc điều hành giá bán lẻ điện. Ở trang nhất và trang 8 tờ báo pháp luật Việt Nam có bài viết Bộ Công Thương đề xuất thêm bộ ngành điều hành giá điện hiện nay. Báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương về dự thảo sửa đổi quyết định năm 2020, Năm 2017 của quyết định 24 về cơ cấu điều chỉnh giá bán lẻ điện Bình Quân còn gọi là quyết định 24 cho thấy Bộ Công Thương vẫn sẽ chịu trách nhiệm trước chính phủ trong quản lý nhà nước về điện lực, sử dụng điện, trong đó có giá điện. Bộ Công Thương sẽ là cơ quan hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tính toán giá bán lẻ điện Bình Quân, thực hiện việc điều chỉnh giá điện, chủ trì kiểm tra giám sát Tuy nhiên, liên quan đến việc chủ trì phối hợp trong điều hành giá điện, Bộ Công Thương đề xuất các bộ cơ quan có liên quan cùng tham gia phối hợp với các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật để tăng cường tính minh bạch hơn trong quá trình xem xét điều chỉnh giá điện. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính giữ trách nhiệm phối hợp ở khía cạnh là cơ quan quản lý nhà nước về giá, bổ sung trách nhiệm của Tổng cục Thống kê trong việc đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến nền kinh tế vĩ mô. EVN sẽ cung cấp các số liệu có liên quan đến cơ quan này để có cơ sở thống kê đánh giá. Cũng trong báo cáo về sửa đổi quy định 24 lần này, Bộ Công Thương đã tiếp thu một số ý kiến đề xuất về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân sẽ có sự tăng giá giảm giá với biên độ cụ thể hơn. Báo cáo nêu rõ trường hợp các thông số đầu vào các khâu phát điện, truyền tải, phân phối làm giá bán lẻ bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm giảm giá mức tương ứng evn sẽ lập hồ sơ báo cáo bộ công thương và bộ tài chính để kiểm tra và giám sát Thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi tăng giá liên tục của giá bán và giá thuê căn hộ trong thời gian qua. Và bất chấp bối cảnh khó khăn của thị trường bất động sản, thì Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã có dự báo là giá căn hộ sẽ tiếp tục tăng quanh ở mức 10% trong ít nhất một năm nữa khi nguồn cung nhà ở phù hợp sẽ được cải thiện. Bài viết trên trang 5 của báo đại biểu Nhân dân giá mua thuê căn hộ liên tục tăng xin được trích đọc đến quý vị. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Vars, khi giá căn hộ neo cao khiến việc sở hữu nhà ở ngày càng khó khăn với đại đa số người dân và việc vay mua nhà ở cũng như là trả nợ hàng tháng vẫn là gánh nặng. Phương án thuê nhà được nhiều gia đình lựa chọn. Bên cạnh đó, phân khúc thuê nhà sẽ còn bật tăng mạnh nhờ sự gia tăng số lượng lớn. Các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam thông qua các dự án có vốn FDI và xu hướng tiêu dùng đã có nhiều thay đổi. Đồng thời nhu cầu thuê vẫn đang trong xu hướng tăng khi nguồn cung sẵn có thiếu hụt do nguồn cung nhà ở đặc biệt là căn hộ liên tục sụt giảm khiến giá thuê tăng cao. Dữ liệu của VAS đã cho thấy nguồn cung căn hộ mới tại phân khúc nửa đầu năm 2022 đã đạt trên 22.700 căn, thấp hơn một nửa so với cùng kỳ 2021. Quá nửa số căn hộ đang được giao dịch mua bán cho thuê trên thị trường là những căn hộ của các dự án đã chào bán trước đó. Với việc giá mua bán cho và cho thuê căn hộ không ngừng gia tăng trong thời gian qua cũng đã phá bỏ định kiến đầu tư căn hộ là tiêu sản. Nếu như trước đây thì đa phần người dân cho rằng căn hộ là loại hình mua bán không sinh lời, chỉ có lỗ, còn lựa chọn đầu tư nhà đất thổ cư có mảnh đất cắm rùi mới là phương án tối ưu bởi dễ thanh khoản và khả năng sinh lời cao. Hiện nay, việc đầu tư căn hộ rồi cho thuê lại đã trở thành một xu hướng phổ biến tại các thành phố lớn. Khi vừa thu được dòng tiền đều đặn từ việc cho thuê hàng tháng cao hơn tiền gửi tiết kiệm, vừa được hưởng lợi từ khả năng tăng giá và đã dự báo mức giá căn hộ được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng xung quanh mức 10% trong ít nhất một năm nữa khi nguồn cung nhà ở giá hợp lý sẽ được cải thiện. Mức giá cho thuê cũng đã tăng nhưng tốc độ sẽ chậm lại. Thưa quý vị, không chỉ xuất hiện trên các trang phim lậu, video phát trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, hàng loạt các trang web cá cược cờ bạc trong thời gian gần đây còn ngang nhiên quảng cáo công khai các di tích lịch sử công viên công cộng tại Hà Nội, khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc. Bài viết trên trang nhất và trang 8 tờ báo Lao động có nhan đề trang web cá cược cờ bạc quảng cáo tràn lan nơi công cộng. Ghi nhận của phóng viên tờ lao động những ngày đầu tháng 3 2024 cho thấy, nhiều ghế đá tại công viên Cầu Giấy, khu vực di tích quốc gia Đình Chèm, Hà Nội, gần đây bị các đối tượng ngang nhiên phun sơn quảng cáo trong các cửa cờ bạc như là SV6, XXX, SV8 để dẫn dụ chào mời người dân tìm hiểu về các trang quảng cáo cá độ trái phép. Đáng chú ý hơn cả khi truy cập vào các trang web này, hàng loạt các trò chơi cá cược bằng tiền như là cờ bạc, đá bóng, casino, poker liên tục mời chào tham gia dưới nhiều hình thức khác nhau đề cập đến nội dung này, ông Nguyễn Trường Sơn, chủ tịch hiệp hội quảng cáo Việt Nam thông tin nhiều đường dây đánh bạc trực tuyến lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Thời gian qua dù đã bị xử lý nhưng vẫn diễn ra nhức nhối, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Việc xuất hiện tràn lan các quảng cáo website cá độ đánh bạc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự xã hội, làm gia tăng loại hình tội phạm. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng cho rằng cơ quan công an cần tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép, từ đó xử lý nghiêm mọi hành vi quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá. Còn cơ quan quản lý thông tin truyền thông cho biết cần thường xuyên kiểm tra phát hiện gỡ bỏ kịp thời các quảng cáo vi phạm ngăn chặn người dân truy cập đến các trang web đánh bạc các cược trực tuyến ngăn quảng cáo độc hại tiếp cận đông đảo người sử dụng Thưa quý vị, tại Việt Nam thì số lượng người mắc bệnh đái tháo đường đã ngày càng gia tăng nhanh, bệnh không chỉ xuất hiện ở khu vực đô thị mà còn xuất hiện hầu khắp ở khu vực từ miền núi, trung du đến đồng bằng. Và bài viết trên trang 13 của báo Đại Đoàn Kết, 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, xin được gửi đến quý vị ngay sau đây. Số liệu thống kê từ Bộ Y tế đã cho thấy nước ta đang có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, đáng chú ý trong đó có hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, trong đó 34% là biến chứng về tim mạch, 39,5% có biến chứng về mắt và biến chứng về thần kinh, 24% biến chứng về thận. Bệnh đái tháo đường bị biến chứng không chỉ làm gia tăng chi phí y tế mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống. Theo bác sĩ Nguyễn Việt Hùng, khoa nội tiết đái tháo đường, bệnh viện Bạch Mai đã lý giải những người bệnh đái tháo đường thường có nguy cơ cao gia tăng những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Mức đường trong máu cao lâu dài có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến tim, mạch máu, mắt, thận, thần kinh và răng. Và ngoài ra, những người mắc bệnh đái tháo đường cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh về nhiễm khuẩn. Đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim mạch, mù loà, suy thận và phải cắt cụt chi dưới. Và trong khi đó thì bệnh tim mạch là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong ở người đái tháo đường, huyết áp cao, cholesterol tăng cao và glucose máu cao cùng với các yếu tố nguy cơ khác đã góp phần làm gia tăng nguy cơ biến chứng về tim mạch và đáng lo ngại hơn khi tại Việt Nam, đái tháo đường đang trẻ hóa với tốc độ rất nhanh và thực tế ghi nhận ở nhiều người trong độ tuổi 25 đến 30, thậm chí là tuổi vị thành niên đã mắc bệnh đái tháo đường mà không hề hay biết. Thưa quý vị thưa các bạn, có không ít học sinh lớp 12 đang băn khoăn chưa biết chọn ngành, chọn nghề ra sao. Trong khi đó thì nhiều trường đại học đã bắt đầu lịch xét tuyển sớm từ tháng 3. Thời điểm này cả thí sinh và phụ huynh đều rất cần được tư vấn tuyển sinh. Tờ báo Phụ nữ Việt Nam ở trang nhất và trang 6 có bài viết: Thí sinh khác thông tin tư vấn xét tuyển đại học năm 2024. Thông tin về tuyển sinh đại học năm 2024, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Năm nay là năm bản lề của giáo dục trung học phổ thông khi các em là lứa học sinh cuối cùng của chương trình trung học phổ thông 2006. Do vậy, nhiều em cần được hỗ trợ tư vấn để nắm vững được thông tin. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để học sinh xác định được ngành nghề, trường đào tạo mà các em yêu thích. Tháng 4 năm 2024, thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi thi xong, có kết quả thi mới đăng ký xét tuyển đại học. Lúc đó, thí sinh mới biết điểm thi tốt nghiệp, vừa biết kết quả xét tuyển sớm do các trường học công bố. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Thí sinh cần lưu ý, dù đã trúng tuyển sớm nhưng vẫn chưa đổ chính thức. Theo quy định, thí sinh phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh phải xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, ngành nào mình yêu thích nhất lên trên. Việc ký xét tuyển năm nay hầu như là không có thay đổi so với năm ngoái, được thực hiện hoàn toàn bởi hình thức trực tuyến. Trong thời hạn Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng. Nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, sau đó lại muốn trúng tuyển nguyện vọng năm thì không thể thay đổi được nữa. Đưa ra lưu ý về kỹ thuật đăng ký nguyện vọng xét tuyển, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Hiền cho rằng, mỗi thí sinh cần chia ra 3 nhóm nguyện vọng, trong đó nhóm đầu là những nguyện vọng mong muốn nhất, có thể nhỉnh hơn năng lực của thí sinh. Nhóm thứ hai là nguyện vọng vào những ngành trường đào tạo với thực lực và nhóm thứ ba là những ngành nghề đào tạo yêu cầu thấp hơn năng lực của thí sinh để đảm bảo việc an toàn trong khâu xét tuyển. thưa quý vị như đồng nghiệp của tôi anh Việt Cường vừa mới đọc báo cho quý vị trong phần tin vừa rồi thì để lựa chọn được một ngôi trường phù hợp trong thời điểm này thì không chỉ căn cứ vào năng lực của các em mà bên cạnh đó có một điều mà gia đình cũng như là các em đang rất quan tâm đó chính là đam mê của các em là gì để có thể lựa chọn được một ngành học phù hợp nhất và mùa tuyển sinh 2024 đã đến rất là gần đã khiến nhiều gia đình phải đau đầu khi lựa chọn ngành nghề cho con không ít gia đình đã rơi vào cảnh mâu thuẫn khi ba mẹ muốn định hướng nghề nghiệp cho con nhưng con lại muốn theo điều theo đuổi một ngành đam mê khác. Và bài viết trên trang 1 và trang 4 của báo Lao động với tiêu đề là chọn ngành nghề khi phụ huynh và học sinh không cùng quan điểm. Theo tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, trong nhiều năm làm công tác tư vấn tuyển sinh thì ông nghe rất nhiều chia sẻ và băn khoăn của phụ huynh và học sinh trong việc chọn ngành nghề. Và từ đó thì tiến sĩ Phạm Tấn Hạ đã cho rằng trong quá trình lựa chọn ngành nghề, phụ huynh nên lắng nghe ý kiến của con để định hướng chứ không nên áp đặt. Và theo ông Hạ thì một số phụ huynh thương con do đó luôn chọn ngành để giúp con và mong rằng sau này có việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn. Trong khi con lại muốn chọn ngành khác, cơ hội việc làm không nhiều nên phụ huynh không chấp nhận. Khi các em có hứng thú thì các em mới thành công, nếu các em không có hứng thú thì rất khó để thành công, dù phụ huynh có ép thì các em cũng không học được. Chúng tôi từng chứng kiến rất nhiều em vào giảng đường đại học phải dừng lại sau một thời gian học vì không đúng những gì các em mong muốn và theo các em đam mê. Với thế hệ Gen Z bây giờ, nếu như các em không thích thì các em sẽ không làm và sẽ bỏ. Do đó phụ huynh nên ngồi lại với các con, nghe các con chia sẻ và từ đó tìm được hướng đi tốt nhất. Ông Hạ có chia sẻ